chứ đỡ em khéo rồi tự động cái nắm cú kéo kéo lên. Làm gì em ta kéo là ta kéo xuống kéo lên. Nó làm cho cái bóp á, cái này tay làm cho cái bóp này. Đã nói ừ, ví dụ mình có cái hình đồ thì nó sẽ làm từ khu vực này đến xuống dưới đúng và khoảng 2-3 phân. Dạ. Yeah. Thì khi kéo áo người ta lên á, phải mặc quần nhau mặc váy nha. Không đó nói thiệt, nên dặn mọi người là mặc đồ đàng hoàng. Có nhiều cô cùng tơ tơ lên mặc váy, họ có cái quần không? Họ có cái quần ở trong không? Cái nếu mà người ta mặc váy thì phải đem theo cái quần đùi vô thay đàng hoàng, mặc đàng hoàng làm đó, kéo áo người ta cũng kéo lịch sự hơi cụ nữa lên, thấy chưa? Đó, đó chừng mực. Nếu mà không, đây là chỉ chuyên nghiệp đó nha, chứ phải là để tránh cái rủi ro nghề nghiệp. Nếu mà có cái giấy á, cho xin một miếng giấy, giấy vệ sinh, giấy hộp như thế này. Đường nghe hộp luôn đi, lấy xịt cái hem này. Trời ơi, nó cho thải giấy. Cái bàn á, cái bàn á. Các loại giấy dày to hơn ha. Đây đây được. Giấy dày dày đúng không? Giấy này đúng không? Không nhỏ. Như nè, ví dụ đây nè. Đây nè. À, giống như cái phòng vật cái trị liệu phải không? Giống siêu âm vậy. Giống siêu âm không thầy. Đúng rồi, giấy dày kia nè. Đấy, lắp vô. Để cho anh nó khỏi dính áo người ta lắm đi. Đồ người ta xịn người ta còn đi đâu, nó dính tình lên. Không bệnh. Đôi khi người ta mình chẳng trước không nói còn người ta đâu biết đâu, người ta tôn trọng lên người ta mình nên người ta đến người ta mặc đồ đẹp nhấn xuống đó, thầy. Dạ. Thì đó việc thật sự là em để tay xuống rồi nhấn sao nó bay á. Rồi bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, thấy chưa? Rồi cái vô ông này chứ gặp xuống. Rồi bây giờ cái thành phần mình làm này có cái bút lông nè. Quan đấy không quan không quan. Bút lông bản là cái bút lông dầu gì đã chà chết rồi. Bút lông bản không có dầu à, chứ không có. Không có thôi. Cái son mà. Cái son mà chờ lớn đó chứ là cái son xịn. Nguyên tử nè, viết nguyên tử kìa. Thôi lỡ cái ông đông nào sao đó. Lỡ ra được mà. Ra được có thể. Ra được mà. Biết ra mà. Đầu kia cái đầu rất nhọn. Mày có con đầu à? Có con đầu. Biết bình thường mà. Mực nước đó. Đây nè. Coi nè, đây là cái bẹ sườn, cái xương sườn này nha. Đây là xương sườn. À, dòng không ăn. Thôi đưa cái bút lông dầu thiệt đi. Cái gì đó ông bài. Cái cơ dân sườn này nha. Đây. Đó. Đó hai cái cung nó đi chạy ra nè. Đó gì tự vuốt sườn mà coi đúng không? Tôi thấy chạy xuống ra. Thấy chưa? Thì từ bên này nè. Đến bên này là cái lá gan của mình nó nằm từ đây qua đây. Thì ở giữa đây cái mặt à, đây là cái mặt nhâm này đó, đây là mặt nhâm từ giữa chạy xuống là được mặt nhâm. Cái mặt nhâm là nó quản lý 6 cái mạch âm. 6 mạch âm gồm có can, tỳ, thận, phế, cái gì đó, can, tỳ, thận, tâm bào, tỳ, tâm bào đó, 6 đường hay nó quản lý 6 cái mạch âm. Còn chút mới ra sau lưng là cái đường kinh dương mạch đốc mà nó quản lý 6 đường kinh dương. Nên khi mình làm cái đường này thì nó ảnh hưởng luôn cả 6 đường kinh âm, mặc dù nó không đi từng đường kinh một nhưng mà dẫu sai kinh pháp tổng quát là nó sẽ giải quyết được rất là nhiều. Khi 6 đường kinh đó, nó có nhiều đường kinh đường lạc nó nối vào cái đường này thì nó giải quyết được rất là nhanh. Rồi tiếp theo là đường kinh thận, nó cách cái đường này một ngón tay này, một bề ngang ngón tay này, thấy chưa? Đi từ đây mình án chừng thôi. Rồi đây cái đường này đi cả. Đấy. Rồi tiếp theo là một đường kinh nữa, nó đi bốn ngón tay mình. Giờ tao đây. Sao từ giữa đúng đường kinh giữa nè, thấy chưa? Không được cái này. Đó thì nó được khoảng thế.
Dạ, thì thống nhất đường đây là đường số 1. Đường này là đường số 2. Đường này là đường số 3. Đường này là đường số 4. Đó. Để chúng ta bắt đầu vuốt thứ tự là vuốt đường thứ nhất, tới đường thứ hai, tới đường thứ ba, tới đường thứ bốn, là vuốt một lần vuốt là 18 lần. Khi mà vuốt á, 1, 2, đến 4 lần đầu á, là mình vuốt cái đường nó nhẹ nhàng thôi, mình cảm nhận dưới bàn tay mình nó có những cái cục u, những gì nó vướng không, nó hay chụp cứng, chụp mềm nó khác nhau mà làm cho người ta mình, làm cho nó, ở dưới nó không thông thì buộc nó phải cào ngược lên. Bữa có nói gì cái bao tử rồi đúng không? Ở dưới nó không thông xuống thì tất nhiên là cái hơi nó lại lại từ từ, cái van ở trên nó mới mở, nó là cứ làm nó chồng được ra ngoài, tắt cái cùng dây sườn. Cái thứ hai mà cái một số người mà khó thở trong lớp mình, ai trong nhóm này ai người mấy người khó thở thì tức nhất là đây là cái cơ hoành hoành cách mô, thì nó làm cho bó lại này, nó không cho kéo xuống khi mình thở. Thực sự là do cái cơ hoành này chứ không phải là cái mũi mình. Cái mũi mình để trang trí đi vui thôi, dẫn đường đi vô thôi, chứ còn thực sự là mình không muốn thở nữa, tự nhiên nó cũng phải giãn làm cho mình thở. Cho nên cái bài tập của mình cứ thở hết hơi ra, tự động cơ hoành nó kéo vào vô. Nên những người đó cơ hoành nó không chịu kéo, nó cứ nó vô chút xíu nó ra, vô chút xíu nó ra là cũng cứ khó thở tức ngực. Đấy là do cái cơ hoành này nè, nó không chịu làm được. Bây giờ cái biên độ nó quá thấp, dù thay vì nó lên 5 phân nó xuống 5 phân thì thành 10 phân, còn bây giờ nó cứ hai lên hai xuống hai, lên hai xuống hai, là chúng ta mệt nhiều lần nó thiếu oxy đi, làm một cái bây giờ đó là nó không giãn, nó không làm cho mình không vô đó, không vô. Còn có người á hít vô rồi thở ra không được, nó cho thì kéo xuống được mà ép vô nó chịu ép, như nó cứ vô mấy người nó tham đó, hít hít nó không ra được, như nó làm cái lồng ngực mình thành lồng ngực vuông luôn, nó bự to này, nó giãn ra nó vuông. Những người là nó mới làm tăng cái áp lên mà người đó thở ra không được. Không, không khác nhau, xỉn nó khác nhau. Xỉn là do một loại dịch, cái loại dịch nhất nó chảy ra liên tục, nó làm cho người ta bị nghẹt, nó khác. Cái này là do cái phần cơ thôi chứ chưa nói tới cái dạng dịch. Đó, đó là nguyên nhân nó làm cho người ta khó thở, mà gần như một số cái đi khám không ra bệnh. Vì người ta đâu có đo được cái cơ gian sườn đâu. Đang cho nên là cái này là mình không biết được, mình sẽ làm là sao cho nó giãn ra. Nên tập cái bài mỗi đây 4 nhịp á, càng nhiều càng tốt, là nó làm giãn hết cái sườn ra, giãn ra phía sau đó, nó giãn ra phía trước này, khi mình cúi xuống nó cũng giãn sau lưng, là cái xương lưng mình còn nhiều sau lưng nó làm giãn ra, thì nó làm cho cơ nới thì phải tích này ra, làm cho tim một buồng tim và phổi nó được động hơn, thì nó sẽ được thở tốt hơn. Ở nhà mình mà nói được chút tốt được. Nhà đây là nó tiêm phòng chưa này, có khách thì nhìn thấy nhà rộng hơn, xiên gọn. Rồi giờ trước khi làm á, mình dùng cái dầu nóng trước, dầu gì cũng được, nhưng cái dầu này trên thị trường nó bán được lưu hành rồi, cho nên là mình không phải hai nữa, cũng hơi rẻ tiền nè, nên mình tùy lại nha. Ở trong đây nha, vừa cái chỗ cứng này nè, nhảy xuống đây phát là nó có một cái xương mũi kiếm rất là mềm. Nhưng chỗ này là đẩy phải lướt cái tay nhẹ thôi, không được đẩy, đẩy là nó gãy xương á. Dạ. Ừ. Ừ, chấn thủy á, người ta gọi là chấn thủy á. Khi mà rước chỗ này, chỗ này nó có một cái xương rồi, xương mũi kiếm. Dạ. Thì rất là mềm, cho nên là không được nhấn mạnh chỗ này, mà lướt qua này xong mới nhấn. Đó, thì đây là tôi bút rồi đó khỏi lao thầy, để về anh tập luôn à, lâu lắm rồi cũng chưa được lâu. Làm cho một chân cái sức nóng nó dịu, nó dễ làm ra giúp chị thôi, dùng dầu bôi trơn. Không có cái này thì tìm loại khác. Dùng cái dùng dừa cũng được nè, cái gì cái paraffin đó. Trong bệnh viện thì dùng cái paraffin thì nó rẻ hơn. Paraffin là paraffin dược phẩm nha, phải paraffin làm tiền cày nha.
cái ba đôi cái nước nấu này cài nó dùng người ta nói nhưng mà dùng công đồ công nghiệp nó tạp chất nhiều hơn, còn trong dược phẩm thì nó chuyên dùng như so bóp, nói thiệt không có giỡn. Rồi khi làm nè, thao tác này quan trọng lắm, không có vội, làm là như là hai ngón tay nó quạt ra luôn á. Nhưng mà khi xuôi ngón tay nhắn xuống như này, 45 độ, tay trước tay sau, nhắn này, quay qua bên, quay bằng này đó. Khi người ta khi mà đẩy á, là người ta phải thổi ra, người ta thuận theo cái chiều mình đẩy là người nó cái lực nó giảm mất, nó không gồng lại, thì nó mới tốt. Rồi lúc đó người ta thở ra, đừng cho thở với mặt mình, mỗi người một hướng, mình bên này, mình bên kia ha. Rồi bắt đầu đẩy làm thổi ra nha, thổi ra. Ra. Ba. Cái này mình nhắn sâu xuống khoảng 5 đến 10 phân. Cái này. Mà làm 5 lần vừa phải để mình kiểm tra, một là sức người ta có chịu nổi lực mình hay không. Thấy chưa? Đôi khi nếu mà có những khối u ngay chỗ này mà nó đâu chịu không nổi, nó khó nữa, thì từ đó mình lựa theo sức mình kiểm tra cái lực người ta thôi, và mình kiểm tra những cái cục u nào hay không. Thấy chưa? Có những cục u đó là khối u, mà có những cục u cũng là những cái phân khô, những người bị táo bón á, thì nó vướng cục phân khô thì đừng có bỏ đánh giá nó là cục u liền, làm cho người ta sợ. Có nhiều người nội viêm xanh mặt xanh mày, những người ung thư còn gặp thầy thuốc dọ hô và bị cục u, khối u, khối u rồi đó, nên có nhiều trường hợp này nó khô và trao thêm tiếng. Rồi bắt đầu khi này đẩy nè, qua khỏi cái tay này rồi bắt đầu đẩy mạnh, ấn mạnh xuống, thở ra. Rồi ra, ép xuống khoảng 4-5 phân là được. Rồi ra, rồi 18 là giờ tới thứ hai hay đi này, mỗi đường mình để nha. Giờ có cái hiện tượng là làm đi một người vuốt, nếu mình này bằng một tay hết vô đó, đây hai tay để đây bây giờ nhớ là đẩy hai cái tay mình nó xuôi thì vậy nè, cái thế nha, chứ đừng có quẹt ra vậy nha. Quạt ra vậy là hai cái tay nó quát luôn á. Và nhất là ổ bụng người ta, cái nơi những cái huyệt đạo nó thông khí ra là tay này phải mang qua tay, không có nó xâm nhập vô tay mình là đơn vô tay. Hai cái tay nó sủi luôn á, nó cứ cọc luôn, nó sủi luôn, cái khí trượt nó thâm nhập vô cái tay mình là nguy hiểm lắm, là cái bệnh người ta truyền qua cho mình. Nên chữa giống người bị ung thư, ung thư gan, ung thư đường ruột, ung thư bao tử rất dễ bị nhiễm trượt. Một mặt á là mình làm mình đã mệt sức rồi, cái hơi thở người ta thoải ra nữa, thêm cái huyệt đạo người ta thông khí của mình nữa, làm một việc nhiễm bệnh. Cho nên là cái này là không nhất thiết phải làm gì, không có cái nôn nóng mà làm cái mang cổ tay cho rõ ràng. Còn lúc mà cái người mà chữa bệnh cho mình, ví dụ như tôi mệt rồi thì các bạn cứ chữa. Vì hôm nay tôi chữa con này, tôi mệt rồi, cái khí trượt của con nó mang thâm nhập từ tôi rồi, tôi chưa kịp xả mà nhào cho nữa là dính nhà chịu. Mà tôi nói là không nghe, tôi nói từ từ đi, người khác đi, không chịu cái nhà cho sẽ bóp cho được, ăn được, rồi cái bệnh nó truyền qua. Nhưng mà lúc đó không thể nói được trong chỗ đông người, à trên lớp mình nói sao cũng được, nhưng mà trong phòng bệnh không được nói như vậy. Thấy tụi bà tôi đuối, tôi chưa, tôi đang ngồi xả trượt, kệ tôi,
mà cái nhà nó bóp em cái nhà bóp em cái bóp cái gì bây giờ cho nên là cũng không đừng bây giờ mà lúc thấy cái người nào đó mà mệt rồi mà họ nhìn cái mặt của ông thầy mệt thì đừng để ông chữa, ông đã đang nhiễm bệnh rồi thì nói chung là tìm cách né đi mình, đúng rồi, thấy cái người đó mà không khỏe thì thôi đừng để người ta chữa, là nói ở thời hiện người khác đi cho rồi cho xong, chứ bệnh trong người mình đã chưa xong còn gánh thêm bệnh của người khác là không có được tốt, cho nên cái bệnh này nó nhiễm ghê, nó truyền ghê, nó truyền qua khí mà. Đó là nghề nghiệp. Rồi tiếp theo đường tinh thần nè. Kiểm tra nè. Đây nè. Người được yếu thì dùng sức, dùng thế nè, từ đây nè, hai cái tay cánh tay mình, hai cánh tay nè, thẳng ra. Dùng người mình đè lên cái hai cánh tay mình đó đi. Anh thả lỏng ra, thở ra. Hôm nay mà ông không thở ra là mình làm mềm nó không phản lại là mình lắm. Thở ra. Đường này căng lắm. Thở ra, mềm bụng. Đúng rồi. Mình làm 12 lần cũng được. 12 lần là sao, 18 lần là sao. Thật sự là 12 lần là 6, 2 là 12 như bài Hà Đồ Lạc Thư á. Là 8 à, thì dùng 6. Mà 6 nhân 2 là 2 lần là thành 12, làm 3 lần thì thành 18. Thấy chưa? Cho nên là tùy. Rồi cái nào tiếp theo mình cứ kè. Đây nếu mà bệnh nhân mà mổ thì sau bao nhiêu lâu mình làm bệnh nhân? Chuyện đó tính. Nói một tháng chừng như cái tháng nó cái vết thương chưa làm cũng đè làm cái dòng phải nói một tháng. Đúng không? 3 tháng là một lần. Cũng chưa biết 3 tháng nó đi tái khám nó bị lại nó mổ cũng mới 3 tháng làm tiếp. Cho nên là phải tiên lượng được vết thương, không có nói cái câu mà thời gian được. Ngành y nó không có định lượng được, nó định tính nha. Cho nên ai hỏi bao nhiêu là vừa là không đúng. Ăn mấy chén cơm là vừa. Tùy với làm cái gì chứ. Nên không có định tính được. Thở ra. Thở ra, đừng có đó rộng. Người ta là thứ nhất người ta phản xạ. Cái gì làm một người mà làm năm cái bụng sẽ cảm giác năm cái bụng khác nhau, thì lúc tay nghề mình nó mới lên, mình mới phát hiện bụng này bụng nọ ổ bụng nó ra làm sao đó, chứ làm một cái xong không biết kỹ mình lấy cái đâu để so sánh, phải biết làm để so sánh. Rồi thở ra cái này nè, nếu mà người bị sơ gan chai gan á, nó cứ ngắt chỗ này nó cục cục chỗ này, đôi khi có những bong bóng nó nổ bể luôn, bột tục 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 luôn. Nó những cái bong bóng nó bao phủ cái gan, nó không làm cho trao đổi chất á, như cái bách phẩm á, làm cho nó bể luôn. Không, thì nó tự đào thải, nó có cơ chế đào thải bữa lên lớp nói tiếp. Thank you.
làm bốn đường rồi, bắt đầu nè, tăng cường vô, dùng tay người mạnh nè, khỏe dùng một ngón tay đè chỗ này, này đây chừng mới có ba phân à, ổ bụng còn rất là cứng cho mẹ, bây giờ khi mà xuống thì 5 phân nữa, thì nếu yếu á dùng một tay đè chỗ này, rồi một cái tay ép đây, nè. Thở ra. Đó, nó mềm. Cháu bụng này nó